Cô xin chào tất cả các bạn. Cô rất vui khi được đồng hành với các bạn qua bài tiếng Việt hôm nay. Bài 16A, Tấm lòng người thầy thuốc, tiết 3. Vì mục tiêu của tiết học cần đạt là các em ôn tập từ đồng nghĩa, trái nghĩa nói về các tính cách nhân hậu, trung thực, dũng cảm, cần cù. Sau đây chúng ta bước vào hoạt động thực hành, hoạt động 4. Cô mời các bạn đọc yêu cầu. Hoạt động 4 yêu cầu điền từ thích hợp vào chỗ trống trong phiếu học tập. Thì các bạn sẽ tìm từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa với các từ nhân hậu, trung thực, dũng cảm, cần cù. Các bạn quan sát mẫu và thực hiện hoàn thành phiếu học tập này nhé. Sau đây cô mời các bạn cùng chia sẻ kết quả của mình nhé. Từ đồng nghĩa với từ nhân hậu, ngoài từ nhân ái, ta có từ nhân nghĩa, nhân từ, phúc hậu, hay là thương người, nhân đức, vân vân. Từ trái nghĩa với nhân hậu, độc ác, ác độc, tàn bạo, bất nhân, bất nghĩa, hay là hung bạo, vân vân. Từ đồng nghĩa với từ trung thực, thật thà, thành thật, thẳng thắn, cương trực, chân thật, vân vân. Từ trái nghĩa với trung thực, gian dối, gian xảo, dối trá, lừa đảo, lừa dối, vân vân. Từ đồng nghĩa với dũng cảm, anh dũng, gan dạ, quả cảm, gan góc, vân vân. Trái nghĩa với dũng cảm, ngoài từ hèn nhát, ta còn có từ nhu nhược, ươn hèn, nhút nhát, hay là hèn yếu. Từ đồng nghĩa với từ cần cù, chăm chỉ, siêng năng, cần mẫn, chuyên cần, vân vân. Rồi trái nghĩa với cần cù đó là lười biếng, biếng nhác, lười nhác, vân vân. Thì qua hoạt động 4 này chúng ta đã hoàn thành xong cái mục tiêu 1 của tiết học, đó là tìm được từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa nói về các tính cách nhân hậu, trung thực, dũng cảm, cần cù. Sau đây cô mời các bạn bước sang hoạt động 5. Nhận xét về việc sử dụng từ ngữ để thể hiện tính cách nhân vật sau. A. Đọc bài văn sau. Cô mời các bạn cùng đọc thầm theo cô nhé. Cô chấm. Chấm không phải là cô con gái đẹp, nhưng là người mà ai đã gặp thì không thể lẫn lộn với bất cứ một người nào khác. Đôi mắt chấm đã định nhìn ai thì dám nhìn thẳng. Dù người ấy nhìn lại mình, dù người ấy là con trai. Nghĩ thế nào, chấm dám nói thế. Bình điểm ở tổ, ai làm hơn, làm kém. Người khác đắn đo, quanh quanh mãi, chưa dám nói ra. Chấm nói ngay cho mà xem. Nói thẳng băng và còn nói đáng mấy điểm nữa. Đối với mình cũng vậy. Chấm có hôm dám nhận hơn người khác 4-5 điểm. Được cái thẳng như thế nhưng không ai giận, vì người ta biết trong bụng chấm không có gì độc địa bao giờ. Chấm cứ như một cây xương rồng chặt ngang, chặt dọc. Chỉ cần cắm nó xuống đất, đất cằn cũng được, nó sẽ sống và sẽ lớn lên. Chấm thì cần cơm và lao động để sống. Chấm ăn rất khỏe, không có thức ăn cũng được, những bữa chấm về muộn. Bà An thương con làm nhiều, để phần dư thức ăn, chấm cũng chỉ ăn như thường, còn bao nhiêu để cuối bữa ăn vã. Chấm hay làm thật sự, đó là một nhu cầu của sự sống, không làm, chân tay nó bứt rứt làm sao ấy. Tết Nguyên Đán,
Chấm ra đồng từ sớm mồng hai, dẫu có bắt ở nhà cũng không được. Chấm không đu đòi mai mặc, mùa hè mọc áo cánh nâu, mùa đông rét mấy cũng chỉ hai áo cánh nâu. Chấm mộc mạc như hòn đất, hòn đất ấy bầu bạn với nắng với mưa để cho cây lúa mọc lên hết vụ này qua vụ khác, hết năm này qua năm khác. Nhưng cô con gái có bề ngoài rắn rỏi là thế, lại là người hay nghĩ ngợi, dễ cảm thương. Có bữa đi xem phim, những cảnh ngộ trong phim làm chấm khóc gần suốt buổi. Đêm ấy ngủ, trong giấc mơ, chấm lại khóc mất bao nhiêu nước mắt, theo Đào Vũ. Thì trong bài có từ bình điểm. Thì bình điểm có nghĩa là hình thức chấm điểm tập thể ở hợp tác xã nông nghiệp trước đây. Chúng ta sẽ thực hiện tiếp cái yêu cầu thứ hai là các bạn cho cô biết coi cô chấm trong bài là người có tính cách như thế nào. Một lần nữa cô mời các bạn đọc thầm lại bài đọc và trả lời câu hỏi này nhé. À, cô chấm trong bài là người có tính cách trung thực, thẳng thắn, chăm chỉ, cần cù, giản dị, chân chất, giàu tình cảm, dễ xúc động. Thì ta đã tìm ra được, nhận xét được cái tính cách của cô chấm. Thì sau đây chúng ta sẽ tìm những chi tiết, những từ ngữ minh họa cho nhận xét của mình vào phiếu bài tập theo mẫu sau nhé. Ví dụ mẫu ở đoạn 1 thì nói lên tính cách trung thực thẳng thắn của cô chấm. Thì chi tiết từ ngữ minh họa cho tính cách này là đôi mắt chấm định nhìn ai thì dám nhìn thẳng, nghĩ thế nào dám nói thế. Cô mời các bạn hoạt động nhé. Kết quả bài làm của các bạn như thế nào rồi? Cô mời các bạn cùng chia sẻ nhé. Tính cách trung thực thẳng thắn được thể hiện đoạn 1. Thì ngoài chi tiết từ ngữ miêu minh họa, chấm có đôi mắt dám nhìn thẳng, nghĩ thế nào dám nói thế, ta còn có những chi tiết từ ngữ minh họa thêm, đó là gì? Dám nói thẳng khi bình điểm, trong bụng không có gì độc địa. Tính cách chăm chỉ cần cù được thể hiện ở đoạn 2. Thì những chi tiết từ ngữ minh họa, chấm lao động để sống hay làm, không làm thì tay chân bứt rứt, ra đồng từ sớm mồng 2 Tết. Ở đoạn 3, thể hiện tính cách giản dị chân chất của cô chấm. Thì những chi tiết từ ngữ minh họa, chấm không đua đòi may mặc, mùa nào cũng mặc áo cánh nâu, chấm mộc mạc như hòn đất. Rồi, tính cách giàu tình cảm, dễ xúc động được thể hiện ở đoạn 4 qua các chi tiết từ ngữ minh họa, đó là chấm hay nghĩ ngợi, dễ cảm thương, khóc gần suốt buổi trong phim có cảnh ngộ đáng thương, nằm mơ và khóc mất bao nhiêu nước mắt. Như vậy, các bạn có nhận xét gì về cách miêu tả tính cách của cô chấm của nhà văn Đào Vũ? Nhà văn không cần nói lên những cái tính cách của cô chấm mà chỉ bằng những cái chi tiết từ ngữ đã khắc họa rõ nét tính cách của nhân vật. Tiết học đến đây là kết thúc. Cô chúc các em chăm ngoan học tốt. Các em xem trước bài 16B tiết 1 nhé. Cô chào tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong tiết học sau.